bạn đã quay trở lại với gamehub.vn. Ngày hôm nay trải nghiệm game sẽ đem đến cho các bạn một tựa game không chiến có tên gọi là SpaceZ. Ở game này thì chắc chắn là sẽ thu hút được sự quan tâm của rất nhiều game thủ là fan của thể loại bắn súng, thể loại không chiến. Thể loại này thì không xuất hiện quá nhiều trên mobile, nhưng một khi đã xuất hiện thì chắc chắn là sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm cũng như là rất độc đáo. Game này thì mới có trên hệ điều hành Android thôi nên là vẫn giới hạn trong việc trải nghiệm của các game thủ. Như các bạn có thể thấy thì game có rất nhiều hệ thống tính năng, như ở trong phần Gara này là nơi các bạn có thể mua được cho mình các chiến đấu cơ. Hiện tại thì mình đang sở hữu con đầu tiên. Đối với những chiếc máy bay khác thì bạn sẽ phải mất tiền vàng, mất bạc để mới có thể mua được. Ngoài ra các bạn cũng có thể upgrade lên cho máy bay của mình có hệ thống nạp đạn này, hệ thống máy hay là hệ thống lá chắn. Ngoài ra ở trong phần graphic này, khi mà bạn mua thì bạn cũng có thể tăng được các chỉ số như là chỉ số về tốc độ, chỉ số tấn công. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thử chơi luôn để xem gameplay của SpaceZ như thế nào nhé. Game này ngay từ đầu là sẽ vứt bạn vào luôn một nơi để chiến đấu không gian, có rất là nhiều game thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, đấu online trực tiếp luôn. Hồi đầu mình vào mình cũng khá là bỡ ngỡ, chưa chơi gì thôi mà đã chết rồi. Tuy nhiên thì càng chơi thì sẽ càng thấy lên tay hơn. Các bạn chỉ cần điều khiển cần lái ở bên tay trái và điều khiển tốc độ ở bên tay phải. Ở đây nhiều quá chắc là mình phải trốn đi một lúc rồi đã. Bên cạnh việc đấy, nói nhiều quá nên đã chết mất rồi. Bên cạnh việc bắn các đối thủ thì bạn cũng phải tìm cho mình những chỗ nấp và phải điều khiển máy bay thật là nhanh khi mà cảm thấy đang bị đe dọa bởi một đối thủ nào. Game này thì chắc chắn là sẽ gây ấn tượng ở nền đồ họa 3D. Các bạn có thể thấy là trông rất là thực tế như ở trên ở ngoài vũ trụ. Đây, các bạn chỉ cần lia hồng tâm về đúng chiếc máy bay đấy và bắn. Bắn được càng nhiều thì thu được càng nhiều điểm, sẽ được tăng lượng vàng cũng như là tăng rank của bạn ở trên bảng xếp hạng. Đó, vừa rồi thì mình đã bắn hết được một chú và thu được vàng. Game này thì còn gây ấn tượng ở cái hệ thống điều chỉnh tốc độ. Bạn có thể điều chỉnh một cách rất nhanh, tăng tốc độ hoặc là giảm tốc độ. Các bạn cũng nên chú ý là mỗi lần khi cua thì nên giảm tốc độ thì cua sẽ nhanh hơn. Đó. Ô, con này chạy nhanh quá. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho bạn một số điểm về SpaceZ, một tựa game không chiến khá là thú vị. Hy vọng các bạn cũng sẽ có một khoảng thời gian trải nghiệm game này. Và đừng quên đồng hành với gamehub.vn trong những số trải nghiệm game tiếp theo nhé.